Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin pháp luật. Bản tin này sẽ phát từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Ông Phan Văn Mãi được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 24 tháng 8, ngay sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Phong, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với 97,75% số đại biểu có mặt tán thành. Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ như là Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Siêu thị vẫn còn loay hoay sau ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến hết ngày 23 tháng 8 vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhiều phường, tổ dân phố để phối hợp giao hàng hóa cho người dân. Các siêu thị cho biết vẫn còn khó khăn trong khâu đặt, giao hàng. Hệ thống Vinmart và cửa hàng Vinmart Cộng chủ động liên hệ trực tiếp làm việc với các phường, tổ dân phố để tìm phương án phối hợp với các lực lượng chức năng giao hàng đến người dân hay kết nối chương trình đi chợ hộ, đề xuất danh mục hàng hóa thiết yếu cung ứng đến người tiêu dùng. Tuy nhiên là Phó Giám đốc Thường trực Công ty Vincommerce cho hay là mới chỉ 10% phường và tổ dân phố đã có phản hồi, 90% còn lại chưa có phản hồi. Tương tự, đại diện một siêu thị khác cũng cho biết dù triển khai bán hàng theo combo nhưng vẫn còn nhiều rối rắm trong khâu đặt hàng. Phường không có tiền ứng trước, cũng khó thu tiền trước của người dân. Trong khi nhiều người lại gọi điện thẳng đến siêu thị đặt hàng nhưng nhân viên siêu thị không được giao hàng theo quy định mới. Siêu thị Aeon Mall vẫn nhập hàng bình thường. Tuy nhiên, do ngày đầu thực hiện siết chặt giãn cách, một số nhân viên siêu thị còn gặp khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát do chưa được cấp giấy đi đường mới. Hiện nay, các chuỗi cửa hàng siêu thị vẫn đang chờ sự chỉ đạo của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh để sớm tháo gỡ những vướng mắc trong khâu giao hàng, phục vụ hàng hóa kịp thời đến người dân. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lần hai về đối tượng được phép ra đường. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 2021, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt siết chặt giãn cách mới với yêu cầu ai ở đâu thì ở yên đó, quân đội sẽ lo lương thực cho người dân. Trong đợt giãn cách này thì vẫn có những đối tượng được phép lưu thông trên đường nhưng phải tuân thủ theo chỉ thị của thành phố. Trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành tới 3 công văn chỉ đạo về kiểm soát các đối tượng được phép lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách. Cụ thể là vào ngày 21 tháng 8 đã ban hành công văn số 2796, nêu 17 nhóm đối tượng được cấp phép lưu thông. Ngay cùng ngày, thành phố ban hành công văn 2800, điều chỉnh các đối tượng trong 17 nhóm đã được nêu trước đó. Đến ngày 23 tháng 8, thành phố tiếp tục ban hành công văn số 2850, bổ sung thêm 2 đối tượng được phép lưu thông trên đường và nêu rõ 3 nhóm đối tượng không cần giấy đi đường khi qua chốt, ví dụ như người đi tiêm vaccine, v.v. Dẫu biết những quy định mang tính thời điểm như thế này cần phải căn cứ tình hình thực tế để có những điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên là việc điều chỉnh và cập nhật liên tục đến nỗi chính những cơ quan nhà nước có nhiệm vụ thực thi cũng phải lúng túng, thì đối với người dân việc triển khai lại càng khó khăn hơn. Mong rằng là những điều chỉnh này sẽ là những điều chỉnh thực sự phù hợp để công tác phòng chống dịch trong những ngày siết chặt giãn cách diễn ra đúng như theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh. Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Tối ngày 23 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel về các vấn đề chống dịch cũng như tình hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Cuba cho biết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam 10 triệu liều vaccine Abdala ngừa Covid-19. Vaccine Abdala là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn sinh dược Cuba BioCuba Pharma. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, BioCuba Pharma đã công bố các dữ liệu sơ bộ về mức độ hiệu quả của vaccine Abdala và Soberana 2. Trong tổng số 2,5 triệu người đã được tiêm, thì có 21.000 người bị nhiễm, chiếm 0,8%, nhưng chỉ có 99 người tử vong, chiếm 0,003%. Theo tập đoàn BioCuba Pharma, thì các số liệu như trên
là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy hai loại vaccine do Cuba tự phát triển đang phát huy tác dụng với cả biến thể Delta. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, Cuba tuyên bố là vaccine Abdala tiêm đủ 3 liều đã chứng minh đạt hiệu quả 92,28% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng và chống được tất cả các loại biến thể virus corona đang lây lan tại nước này. Vậy nên là vaccine này đã được cấp phép khẩn cấp vào ngày 9 tháng 7, 2021. Thành phố Hồ Chí Minh đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25 tháng 8. Như đã đề cập trong công văn 2850 ngày 25 tháng 8, 2021, từ 0 giờ ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành mẫu giấy đi đường mới cho các nhóm đối tượng được lưu thông. Theo Tuổi Trẻ, ngày hôm nay, 24 tháng 8, Công an thành phố đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông với mẫu giấy đi đường mới như sau. Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đảng, chính quyền, đoàn thể, v.v. ở thành phố Hồ Chí Minh cần tổng hợp danh sách những người trong nhóm được phép di chuyển gửi đến phòng PC08 và công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, phường, thị trấn để được cấp giấy đi đường mới. Đặc biệt, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì trong trường hợp vào ngày mai 25 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh chưa cấp giấy đi đường mẫu mới cho những đối tượng được phép lưu thông, thì tùy tình hình, sẽ lưu ý các chốt, các trạm xử lý linh động. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. Đề xuất này được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nêu trong báo cáo tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố sáng ngày 24 tháng 8 2021. Ông Hiếu cho biết, trước tình hình dịch bệnh kéo dài, buộc năm học 2021-2022 phải thực hiện dạy trực tuyến. Sở cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giãn thời gian thu học phí, tạm không thu học phí học kỳ 1, đồng thời đề xuất miễn học phí học kỳ 1 như một chính sách hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông. Trên đây là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.